Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Thì Việt Nam, và đây chính là Samsung Galaxy A20. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua 4 tính năng cao cấp đang có trên chiếc máy này để xem rằng là với mức giá khoảng tầm là dưới 4 triệu thì nó sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm như thế nào mà mình nói nó là cao cấp nhá. Và theo cái mức giá niêm yết của chiếc máy này thì nó sẽ là 4.190.000, nhưng mà ở tại một số nơi thì sẽ có phiếu mua hàng giảm giá cho các bạn thì mức giá của nó sẽ chỉ rơi khoảng tầm là 3.700.000 mà thôi. Thì đấy chính là cái giải thích của mình tại sao mình lại nói nó là hơn 3 triệu, không thì các bạn lại thắc mắc. Thế nhá, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Cái điểm cao cấp đầu tiên trên cái sản phẩm này mà mình muốn đề cập tới đó chính là về quả pin cũng như là về cái khả năng sạc của nó. Thì đây là một sản phẩm như mình đã nói rồi, mức giá chỉ quanh quẩn khoảng tầm là 4 triệu đồng mà thôi. Nhưng chúng ta sẽ có một quả pin lớn lên tới là 4.000 mAh, cùng với đó thì chúng ta sẽ được hỗ trợ sạc nhanh fast charge 15W. Nếu như trước đây các bạn tìm một cái chiếc máy của nhà Samsung ở trong lúc tầm giá là 5 triệu hoặc 6 triệu thôi thì chúng ta cũng sẽ không có sạc nhanh đâu. Nhưng bây giờ với một sản phẩm loanh quanh 4 triệu chúng ta đã có sạc nhanh. Cùng với đó chúng ta cũng sẽ có một cái chuẩn sạc rất xịn sò ở thời điểm hiện tại, đó là chuẩn USB Type-C mà gần như các bạn sẽ chỉ thấy trên những cái dòng máy cận cao cấp mà thôi. Thì đấy chính là cái điểm cao cấp đầu tiên trên cái chiếc Samsung Galaxy A20 ở cái phân khúc tầm giá loanh quanh 4 triệu đồng như thế này. Cái điểm thứ hai đó là về cái cụm camera của nó. Thì trên chiếc Samsung Galaxy A20 này chúng ta sẽ có cụm camera kép ở phía đằng sau mặt lưng với độ phân giải 13 megapixel của độ f1.9 cho camera chính, và chúng ta sẽ có camera phụ là camera chụp hình góc siêu rộng với độ phân giải là 5 megapixel. Và gần đây thì các bạn có thể thấy rằng là camera góc siêu rộng gần như là nó đã thành một cái thứ không thể nào mà thiếu trên những chiếc smartphone, và cái chiếc máy này phân khúc loanh quanh 4 triệu chúng ta có camera góc rộng. Thì đây cũng là một cái điểm mà mình đánh giá nó cao cấp trên cái chiếc Samsung Galaxy A20 này. Chưa dừng lại ở đó, đây khi mà chúng ta vào bên trong cái phần camera như thế này thì các bạn có thể thấy rằng chúng ta có luôn cả cái tính năng lấy nét động, tức là chụp ảnh xóa phông. Tất nhiên thì cũng sẽ không thể nào mà thiếu được một số tính năng khác, ví dụ như chụp ảnh góc thường, chụp ảnh góc rộng này. Và một cái điểm đó là với cái tính năng lấy nét động thì các bạn cũng sẽ có khả năng thay đổi cái hiệu ứng độ mờ hậu cảnh sau khi mà chụp hình xóa phông. Các bạn hay so sánh một số thứ, ví dụ như là ui giời, trong cái phân khúc tầm giá 3 triệu này, 4 triệu này thì những con máy của Xiaomi cũng sẽ có khả năng chụp hình xóa phông, hay là những cái con máy đến từ Huawei giá rẻ giảm giá xuống ấy thì nó cũng sẽ có, nhưng những chiếc máy đó thì sẽ không có cái tính năng đó là chỉnh được độ mờ hậu cảnh. Thì đây chính là cái điểm cao cấp tiếp theo mà mình đánh giá cao trên chiếc Samsung Galaxy A20. Điểm thứ ba đó là gì? Đó chính đến từ cái phần màn hình của chiếc Samsung Galaxy A20. Chúng ta sẽ có màn hình với kích thước là 6.4 inch, độ phân giải HD cộng và cái tỷ lệ 19:59, thiết kế Infinity V. Và cái điểm đặc biệt ở đây đó là gì? Đó là ở cái phân khúc loanh quanh 4 triệu này chúng ta có luôn tấm đèn Super AMOLED. Các bạn thấy không? Super AMOLED thì điều này đồng nghĩa với việc các bạn sẽ có những trải nghiệm về màu sắc nó rất là ngon lành, tương phản tốt, và chúng ta có màu đen cực kỳ sâu giúp cho các bạn khi mà để những cái nền tối trong điều kiện thiếu sáng thì nó cũng không gây mỏi mắt. Cái thứ hai đó là nó cũng sẽ giúp cho chiếc máy này tiết kiệm pin hơn, mang lại cho bạn một khả năng sử dụng pin là lâu dài hơn. Tấm nền Super AMOLED thì trước đây các bạn sẽ chỉ thấy trên những chiếc máy cận cao cấp hoặc là những chiếc máy flagship đến từ nhà Samsung kiểu là dòng S, dòng Note hay là những dòng A kiểu A8, A9 trở lên mà thôi. Nhưng bây giờ nó đã được mang xuống cái chiếc Samsung Galaxy A20, một chiếc máy trong phân khúc giá rẻ. Thì đây chính là cái điểm cao cấp tiếp theo trên chiếc Samsung Galaxy A20. Và cái điểm cao cấp cuối cùng, cái điểm thứ tư trên cái chiếc Samsung Galaxy A20 này mà mình cảm thấy nó là cao cấp, đó chính đến từ cái cấu hình của nó. Chiếc máy này chúng ta sẽ có con chip là Exynos 7884, chúng ta có 3GB RAM và 32GB nhớ trong. Với con chip 7884 thì trước đây các bạn đã thấy nó xuất hiện trên chiếc Samsung Galaxy Z7 Duo, một cái sản phẩm trong khúc tầm giá là 5 triệu chúng ta có camera kép đầu tiên ở cái phân khúc tầm giá 5 triệu đấy. Nhưng bây giờ nó đã được mang xuống một chiếc máy loanh quanh trong phân khúc tầm giá là 4 triệu, và con chip 7884 này thì sao? Nó là một con chip giảm nhẹ xung nhịp từ cái con 7885 đã xuất hiện trên Samsung Galaxy A8 và A8 cộng năm 2018. Và mặc dù bị giảm nhẹ xung nhịp nhưng mà cái con chip Exynos 7884 này vẫn mang lại cho các bạn khả năng chơi lên Google Mobile Max setting và có thể kích lên được 60fps, tức là FPS cao ấy. Từ đó thì các bạn vẫn sẽ có một cái trải nghiệm chơi game rất là mượt mà trong một chiếc máy phân khúc 4 triệu đến từ nhà Samsung. Và trên đó là 4 thứ cao cấp trên chiếc Samsung Galaxy A20 ở phân khúc tầm giá loanh quanh là 4 triệu, dưới 4 triệu đồng mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Và các bạn thấy sao về Galaxy A20? Theo bạn thì như vậy đã đủ để đánh bại những chiếc máy kiểu là Redmi Note 7 hay là những chiếc máy tầm trung đến từ thương hiệu Trung Quốc hay chưa? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và tất nhiên khi mà chúng ta lựa chọn A20 thì chúng ta cũng sẽ có một chiếc máy rất là thương hiệu Samsung đến từ Hàn Quốc. Và các bạn cảm thấy rich, đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.